xin chào các bác và các anh em. Hôm nay thì em cũng nhận được hai chiếc vang số của một bác ở Quảng Ninh thì bác ấy dùng hai chiếc vang số này để phục vụ cho mục đích kinh doanh các kia chuyên nghiệp. Thì uh, bác gửi cho em thì hai chiếc thì có một chiếc là có tên X5 và một chiếc thì uh, nó có cái tên nó cũng uh, lạ lạ là TV D1. Nhưng mà chiếc vang số TV D1 này thì nó cũng nó cũng là dòng X5, nó cũng chạy chung phần mềm của X5, chạy chung phần mềm năm và em cũng đã cài đặt uh, cho bác này hai cái chế độ thì đối với lại uh, những chiếc vang số mà phục vụ cho mục đích kinh doanh thì em cũng không cài nhiều chế độ như là các cái vang số Mà phục cho cái uh, hát của gia đình. Thì uh, đối với lại vang số kinh doanh và chất âm của kinh doanh thì uh, như thế nào? Thì trước đây thì em cũng đã kinh doanh karaoke cho nên là em cũng rất hiểu uh, về cái tính chất uh, khi mà mình sử dụng vang số hay là đưa ra một cái chất âm cho cái mục đích kinh doanh. Thì cái mục đích kinh doanh thì khi mà chúng ta uh, sử dụng cái chất âm để mà phục vụ cho nhiều người Thì chúng ta phải cài Một cái chất âm mic và chất âm effect Thì nó phải là phục vụ cho Đại đa số người hát karaoke okay. Chứ còn nếu như chúng ta mà cài Theo cái sở thích cá nhân chúng ta Hoặc là chúng ta cài một cái chế độ Mà nhiều người không hát được Thì cái đấy nó cũng là một cái mà không hợp lý Đối với lại người kinh doanh Thì đối với lại kinh doanh thì em cũng cài Một cái chế độ như thế này Mục đích kinh doanh thì Sẽ để cho nhiều người hát được và một phần nữa là cái vấn đề mà chống rú rít chống rít nhất là các phòng hát bây giờ thì sử dụng nhiều loa sử dụng nhiều loa mà toàn loa phun tép kèn thôi về cái chất âm của cái tép kèn thì nó hơi cứng hơi đanh và hơi dư lắp 4 cho đến 6 thậm chí đến 8 loa thì phải nói rằng cái cái âm chép thì nó cũng rất là nhiều và nó dễ gây rú rít cho nên cái mục đích đầu tiên thì em sẽ đưa ra một cái cấu hình thì em cũng chia sẻ luôn với bác này để bác có nắm được thì ở cái cấu hình này thì uh, em uh, đặt luôn tên là chống hú bởi vì đối với mục đích kinh doanh thì cái vấn đề mà chống rú rít là một vấn đề mà rất quan trọng uh, khi mà khách đến uh, hát mà như vậy cầm cái mic mà nó cứ rú rít thì người ta cũng bất hứng thế cho nên rằng là ở cấu hình đầu tiên uh, bác này sẽ sử dụng một cấu hình chống hú tức là ở cái cấu hình này thì em sẽ sử dụng cái mức chống hú tối đa và cố gắng làm sao căn chỉnh cái phần mic và phần effect làm sao nó để có một cái chất âm mà nó nhẹ nhàng dễ hát và cái 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 chất về cái tình cảm tự nhiên thì có lẽ rằng không thể đạt được cái mong muốn như là các cái bang số của gia đình. Bởi vì là mình cài một cái chế độ mà để cho nhiều nhiều hát được thì nó mang chất là nịnh rộng, là Nịnh rộng. Thì ở cái chế độ này thì em cũng đã cài xong và em chia sẻ luôn với lại bác này và các bác nếu như muốn cài cho kinh doanh. Thì ở ngay ở cái phần mic thì em cũng đã giảm các cái tần số chung và trung trầm đi. Với các tần số này thì uh, nó sẽ ảnh hưởng đến cái phần du rít là một, hai nữa là trong một cái hệ thống mà nhiều loa phun tép kèn thì uh, về cái âm chép hơi dư, cho nên rằng là một mặt là sẽ không chế về cái phần du rít một mặt là như vậy là sẽ không chế về cái độ dư của cái phần uh, âm cao. Thì uh, em cũng đã, đã giảm đi rất là nhiều, nhưng mà vẫn vẫn đảm bảo được cái độ sáng của cái phần uh, phần mix. Và cái cấu hình này thì uh, Em cắt cái tần số thấp ở 50 Thì hai cấu hình thì một cấu hình thì em cắt ở cái tần số thấp hơn 50 và cấu hình thứ hai là sẽ cắt cao lên Cắt cao lên Thì ở cấu hình này thì kể cả cái phần music xích Thì em kinh doanh em biết rồi thì thanh niên nhiều khi là thích mở nhạc lớn và đôi khi là hứng lên mở các bài remix Thế cho nên rằng là về cái phần equalizer ở trong cái phần music xích này Thì em cũng giảm ở các cái giải chung Và chung cao Để khi mà mở nhạc sàn hay nhạc DJ Khi mà cái chất âm nhạc sàn nhạc DJ thì thường thường hay mở lớn và nhất là những cái đôi loa một độ nhảy cao loa phun thép kèn thì uh, nó sẽ dư chép dư chép cho nên giảm rất nhiều cái giải chép và kể cả trong cái phần main cũng thế phần main thì em cũng có giảm uh, đi một vài vị trí ở cái phần uh, giải cao uh, giải trung uh, cao và cái giải chép để mà khi mà chúng ta mở nhạc lớn hay là hát lớn thì như vậy là nó cũng dễ nghe thì đấy là một cái cấu hình đầu tiên uh, sử dụng uh, ở cái chế độ chống hú và ở cái chế độ thứ hai là cái tối tiếng thì em chỉ cài cho bác này là hai chế độ thôi một chế độ chống hú và một chế độ là tối tiếng thì ở chế độ tối tiếng này là sẽ khác biệt như thế nào mà tức là giả dụ như là cái cái cái, cái bộ dàn ở trong cái phòng karaoke của bác này mà chất âm nó không được sáng nó hơi bị mờ thì ở cái phần mic thì em cũng có giảm một vài vị trí ở cái phần trung phần phần trung cao và cái phần chép thì không tăng không giảm và cái phần effect thì cũng có thay đổi so với lại cái cấu hình mà mà chống hú và cái phần music thì em vẫn giữ nguyên phần music vẫn giữ nguyên và sử dụng một cái cái chế độ chống hú là mức 1 tức là nhẹ hơn ít hơn so với cấu hình chống hú thì đối với phòng à, gian và một vấn đề nữa là cái cắt tần số thấp của cái phần mix thì em cắt cao hơn cắt cao hơn bởi vì là nếu như bộ dàn mà nó tối tiếng thì sẽ cắt ở cái tần số thấp cao hơn một chút so với lại cái bộ dàn mà nó sáng tiếng. Thì cái cấu hình này thì bác này có thể là sử dụng ở cái 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 cái, cái bộ dàn mà nó, nó tối tiếng. Để cho bác này linh hoạt có thể là chọn một trong hai cấu hình để mà sử dụng cho nó tốt. Còn đối với kinh doanh thì các cái cấu hình như là gì vợt hay là các cái cấu hình khác thì em làm. Cấu hình nghe nhạc cái như thì không? Bởi kinh doanh thường thường nếu như ưng một cấu hình nào thì sẽ sử dụng cái cấu hình đấy thế thì uh, bây giờ em mới thử cái 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 cái, cái hú hiện giờ là em đang sử dụng là cái phần mic là đang ở thông số giá trị là 45 và cái phần effect là đang ở 36 và bây giờ là em alo chiến mic thì đây là em đang đấu một chiếc loa ở à, đây có một chiếc loa nó cũng tượng trưng như là cái vị trí của cái loa ở trong phòng karaoke thì có thể là nó thấp hơn một chút hoặc có thể là cao hơn một chút thế nhưng mà như các bác anh một một hai hai đây là em để một chiếc dưới đây một chiếc ở dưới này Chiếc loa đen GM này ở dưới này Thế còn cái chiếc trắng này ở trên Thì cái GM GM thì nó ở cái kênh bên này Bây giờ tắt cái GM đi Mở cái uh, loa sân xuôi lên Đây âm lượng cũng đẩy em để tầm này Và đây là chiếc loa sân xuôi một một hai hai ba bốn năm sáu sáu bảy tám chín chín một một hai ba bốn chín và đây các bác có nhìn thấy ở cự li này cự li này là cự ly 30 mươi phần thì tất nhiên cái này cũng không so bì với lại cái không gian hay là cái phòng của cái bác mà đang dùng chữ con số này mà đây là tại phòng nhà em thì em để ở cửa đi chắc 20 phân không rú 20 phân không rú Nếu để như thế này là 20 phân không rú đây Rất là xác 20 phân 20 phân Đấy. Và chiếc loa bây giờ em mới thử cái chiếc loa gm kia Thì ở chiếc loa gm kia Thì nó tương ứng với Cái cục đẩy bên này Ở à, cái kênh bên này Đấy, Cũng vặn lên Thì chiếc loa gm đây 11122222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 3, 4, 7 Thì đối với chiếc loa GM Là chiếc loa mà chất âm nó sáng hơn Và ở thấp hơn Cho nên là ở cỡ ly Em đang đứng ở đây nên là Cỡ ly cỡ khoảng hơn 1 mét Hơn 1 mét thì chưa rú Nhưng nếu mà để lên cao này chắc không rú nên Nếu để lên cao là không rú Còn hiện giờ đang để đây 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6 7, 7 8, 8, 8 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 11, thì uh, đấy là một cái cấu hình mà hạn chế được cái phần hút xít chứ còn nó uh, nếu như bây giờ mà để như chiếc loa mà để ở trên cao này thì đúng là là thoải mái không hút xít thoải mái không hút đây chiếc loa này thì loa sưng xui này thoải mái không hút một một, một 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 hai, một, hai, 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 hai thoải mái không hút thoải mái không zip. thì đây là một cấu hình mà để cho bác này bác có sử dụng nó hiệu quả nhất thì qua clip hôm nay thì em cũng cũng chia sẻ luôn với lại cái bác mà gửi con số cho em để bác ấy nắm được khi mà sử dụng chiếc văn số này thì nó sẽ có các cấu hình như thế để bác ấy sử dụng cho nó được tốt nhất thì các bác và anh em xem cũng có thể là tham khảo cả cái phương pháp của em để có thể áp dụng cho những cái việc căn chỉnh trong những cái không gian khác nhau